Razer Sport, giữ bản sắc, chọn đam mê. Và họ là những người sẽ bảo vệ khung thành phía tay phải theo màn hình của chúng ta. Trận đấu được bên này. Và như vậy hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Trận đấu gần đây vào tuần trước trận đá có chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Đó là một trận đấu mà B1SC đã nhọc nhằn để vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 rất nguy hiểm, và như vậy đã có bàn thắng bởi tỷ số cho Chí Linh. Bàn thắng đã đến với cầu thủ áo số 10, đó là Nguyễn Trọng Thế Hùng. Ngày hôm nay thì Di Linh đã mở điểm rất sớm trước B1SC, và đó là bàn thắng được ghi sau công của Nguyễn Trọng Thế Hùng, người đã mở tài khoản cho các thủ Di Linh ở trận đấu ngày nay. Một trận này thì Thế Vượng cũng đã có một bàn thắng để đóng góp vào số bàn thắng của B1SC ở một trận này, cùng với đó là Nguyễn Tiến Phú và Lưu Quốc Thanh cũng như là Đỗ Trường Thi. Và như vậy bất ngờ đã xảy ra dành cho trận đấu ngày nay. Di Linh vừa có bàn thắng để tạo ra khoảng cách an toàn hơn nữa với tỷ số 2-0. Một pha phản công rất nhanh của cầu thủ Di Linh, và đó là pha lập công của cầu thủ áo số 9 Nguyễn Minh Cung. 19 anh ơi, Minh Cung đã giúp cho Di Linh đạt tỷ số là 2-0 rồi. Người đàn ông xếp đá cao nhất trận lập công của Di Linh ngày nay đã nổ súng. Và vừa rồi thì anh đã giúp cho bóng sắc xanh có được bàn thắng thứ hai. Chủ bị quả đẹp xinh Xuân Tuấn, thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều, rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho các thủ áo tiến như vậy đã có bàn thắng giúp cho tỷ số xuống là 1-2. Thủ thành Duy Vũ của Di Linh đã không thể bắt dính bóng và đã mở ra cơ hội cho Xuân Trung. Một cú đá rất căng thành, và Xuân Trung đã đưa bóng qua hai chân của một chiếu sạch về phía dưới và mang lại hy vọng cho đội bóng B1SC. Đó là cầu thủ Vĩ Văn, rồi dạy cho Thanh xuống đây rồi, vô không được. Vẫn còn dạy cho Vĩ Văn. Lần này thì bóng đã được giải quyết một cách an toàn. Quý cho thấy không? Đã tuyệt vời cho đó của số B1 Thanh Dũng về phía Vĩ Văn, nhưng bóng lại bị từ chối bởi cầu sọc của quản trống dạy cho Đặng Xuân Trung. Anh đã thả bóng cho Thanh Dũng rồi. Kết thúc. Không được. Và kỹ thuật tuyệt vời đến từ thủ thành Duy Vũ. Và như vậy trọng tài xác định đã có lỗi rồi. Thẻ vàng đã được Xuân Trung. Cú chuyền đã bị bắt bài bởi Minh Tuấn rồi. Đây sẽ là cơ hội phản công trở lại cho các thủ Di Linh. Và thả bóng ngoài cho Nguyễn Trọng Thế Hùng. Đến đây không được. Đá của Minh Tuấn lại đi bóng đi hơi cao so với thủ thành của B1SC. Tỷ số bàn thắng là 2-1. Khi mà các thủ B1SC đang rất cao hình, họ đang nỗ lực để đi tìm bàn thắng thứ hai, và sức mạnh đã tạo ra là rất lớn. Liên công danh không đủ. Và phải sản tuyệt vời của thủ thành Duy Vũ về phía Di Linh. Đá tuyệt vời của số 8 Liên Công Thành. Đấy đâu, rất nguy hiểm, như vậy đã có bàn thắng thứ hai, thứ ba cho Di Linh. Không có một cầu thủ nào theo kèm chỗ 12 của Di Linh cả. Và nó đã phần nào giúp cho đội Bảo Phúc đạt tỷ số 3-1 cho Di Linh. Cú chọn vị trí tuyệt vời của Bảo Phúc và giúp cho Di Linh có được bàn thắng thứ ba cho mình một cách tốt nhất là vào bàn lên. Nhưng mà Bảo Phúc đã rất nguy hiểm. Đó là một bàn thắng có phần hơi may mắn dành cho Phạm Thanh Dũng bên phía B1SC. Tuấn Anh Duy Vũ đã chơi có phần thiếu tập trung. Có lẽ như ba thắng cũng đã có phần hơi may mắn dành cho B1SC với cú đá của Thanh Dũng. Đã có một chút may mắn về sức gió vừa rồi, đã giúp cho cú đá đưa tốc độ bay của sân bóng đi khá tốt. Bảo Quốc cú chuyền khá hay, khá hay. Vẫn là những lối đá phản công mẫu mực của Di Linh. Vừa rồi là một pha chuyền bóng tuyệt vời đến từ Bảo Quốc. Sự rất hay và bình tĩnh của Nguyễn Trọng Thế Hùng. Quốc Trung, Minh Cung, chân trái, đối vô. 4-2 dành cho Di Linh.
Lối chơi phòng ngự phản công của Diên Linh đã tạo ra thêm 3 thắng nữa cho trận đấu này. Và Nguyễn Trọng Thịnh là người đã lên tiếng để giúp cho Diên Linh tạo ra 3 thắng thứ 4. 4-2. Một lần nữa trận đấu hiện nay mà Diên Linh đã tạo ra khoảng cách 2 bàn cho mình. Thanh Hồng đã có một vị trí tốt rất gần với khung thành của đối phương và một tiếng sai người dứt điểm một chạm rất nhanh và giúp cho Diên Linh có được bàn thắng thứ 4. Thì bảo toàn được bằng thế lực của họ để có thể làm tốt ở quãng thời gian còn lại. Rất nguy hiểm, không vào. Sai lầm nơi thống phòng ngự của Diên Linh và chút nữa họ đã phải trả giá với bàn thua. Rất may là cú đá của Xuân. Trước khi đến với vòng đấu thứ 5 này thì Diên Linh đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và có được 4 điểm. Trong khi đó thì Đi Hoàn họ cũng đã có được 4 điểm và xếp ở vị trí thứ 7. Rất nguy hiểm. Đã có thêm bàn thắng nữa dành cho Diên Linh và đó là cú bàn thắng của số 19 Minh Cung. Như Vũ Anh đã nhắc trước quãng thời gian của trận đấu này thì Diên Linh và đang chọn lối chơi phòng ngự phản công và đang chơi thành công với lối chơi này. Họ đang rất thành công với lối chơi phản công. 5 bàn thắng được tạo ra và mỗi thắng đều là những pha phản công của bóng sắc xanh. Lương có được đồ sắc sảo và đồ sắc nét của ông Phạm Văn Công và Lương tạo ra những lực chuyển thái tuyệt vời. Tổng lực tấn công cho đội bóng Áo Tiệp ở quãng thời gian còn lại và số 15 này sẽ thường xuyên dẫn cao. Cú đá của Minh Công không được. Cú đá lý rất xa của Minh Công. Bên phía Bi Hoan sẽ có sự phân lực. Rồi chạy cho Bi Hoan và cả thêm rất nhanh và đây sẽ là còi phản công cho Diên Linh. Rất nguy hiểm. Có lẽ như đó là bàn thắng kết liễu đối phương và 600m dành cho Bi Hoan khi mà thời gian không còn nhiều. Bàn thắng thứ 6 dành cho Diên Linh, đó là cú đúp bàn thắng của số 12 Đoàn Bảo Quốc về phía Diên Linh. Bây giờ thì sự chính xác mới là thật sự dành cho Diên Linh. Quả đá từ xa của mình 6-2, khoảng cách đã được nới rộng lên 4 bàn rồi. Thời gian chính thức chỉ còn lại hơn 1 phút nữa thôi. Với một thắng là cái việc mà Diên Linh đã tạo ra trong trận đấu này trước Bí Hoàn để cải thiện vị trí chơi bài xếp hạng cho Diên Linh với 7 điểm. Nếu như cầu cuối cùng đó là pha ghi bàn gọi dài cho Bí Hoàn. Không được, vẫn còn, vẫn không vào. Rồi dành cho cầu thủ Diên Linh. Cú đá từ xa không thành công. Cú đá của Minh Tuấn. Như vậy đúng này thì trọng tài Nguyễn Đình Vũ đã cho trận đấu khép lại và Diên Linh đã vượt qua Bi Hoàn với tỷ số 6-2. Bất ngờ đã xảy ra trận đấu này. Bi Hoàn đã không thể có điểm trước Diên Linh và 3 điểm trở về dành cho đội bóng áo xanh Diên Linh vào đội thứ 5 và sẽ có được 7 điểm sau.